Dạ, xin chào quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ, thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động ngôi số là 0858335778. Dạ, thì hiện tại số thoại trên có sử dụng Zalo như Facebook ha. Thì quý bà con mình có nhu cầu mua máy móc phục vụ cho gia đình thì cứ liên hệ trực tiếp với em ạ. Dạ, thì tiếp tục trưa hôm nay giới thiệu quý bà con mình một con cắt cỏ ha, thuộc phân khúc là dòng cắt cỏ mạnh nha. Con này rất là mạnh quý bà con. Tính từ thương hiệu là Kyurit với model là 253 nha. Thì con máy này là máy hàng nghĩa địa Nhật Bản, đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng nó còn rất là mới, rất là ok ha. Thì máy thì zin nguyên bản 100% ha, từ trên xuống dưới chưa qua sửa chữa hay độ chế các kiểu ha, chỉ về là vệ sinh lại suốt rửa bình xăng con là lên máy cho bà con mình ha. Thì con máy tình trạng còn rất đẹp với con, thì để em quay bà con tham khảo nha. Đây, Kyurit bình xăng còn trắng sáng nè. Con này sử dụng bình xăng dạng phao các con, bình xăng con dạng phao ha. Thì cái bình xăng này thì được cái là nó sẽ không bao giờ có hiện tượng gọi là chai da bơm giống như bình xăng vú bơm ha. Thì để lâu bà con mình chỉ việc là xúc là chạy thôi ha. Thì cái dòng này nó rất là mạnh nha. Đây, made in Japan ha, có số series luôn ha. 043465. Ủa, 043459. 59 em nhìn ngược nha. Đây, bình xăng con này là hiệu Kenhin, đóng da băng luôn. Thì bình này bình xăng con dạng phao thì chuẩn của Nhật. Cái bình cái hiệu Kenhin là cái hiệu mà hay sử dụng trên cái bình xăng con của máy 5,5-6,5 mà Honda xịn quá con, hiệu Kenhin á. Đây, SRM253F. Con máy còn cực kỳ đẹp nha, màu sắc là màu sắc riêng tự nhiên đó nha, màu cam á, đặc trưng của thằng Kyurit á. Đây, con này sử dụng cần xoay với con nè, cần xoay nè ha. Nó có một khớp lối xoay chỗ này, thì khi bà con mình mang lên nó thì chỉ cần xoay cái cần mà cắt thôi chứ khỏi cần xoay máy ha. Tay ga gạt, tay ga gin luôn, cùm gin nó luôn ha. Con này sử dụng cái ống cần 25 ly với con, ống cần 25 ly, ly trong là ti 7 khía ha, 7 ly 7 khía. Đầu bò zin của Echo nè, nó bà con thấy chữ E để lấy nét lại nó mờ quá. Đây, chữ E của ký hiệu của Echo nè ha. Đầu bò chống dính cỏ luôn nha, có phần nhựa là heo lắp với dao sẽ sát lẻm ha. Chắn cỏ zin, đầu bò zin, ống cần zin, ống cần xoay. Đó, một con máy rất là đẹp. Thì con máy này phụ kiện kèm theo cho quý bà con mình là một cái chắn cỏ, một cái dây mang, một cái tiếp mở buri, một cái chai nhớt 100ml ha. Phụ kiện đầy đủ đâu con mình sử dụng. Con máy cực đẹp nha. Dạ, cái con Kyurit này công suất là khoảng 25cc với con, nhưng mà công suất 25cc nhưng nó rất là mạnh, nó mạnh hơn cả những cái dòng 26cc nha. Cái dòng Kyurit 253 này cực kỳ mạnh luôn nha, zin nguyên bản với con, không có độ chế hay là lên bình xăng các kiểu nha, là bình xăng zin đó luôn ha. Thì để em khởi động cho bà con mình tham khảo nha. Thì cái này khởi động thì việc bà con mình là chỉ kéo em lên thôi, bên nước có cái e này mà kéo lên xong mình giật nổ thì trả e lại thôi. Gan tí cực kỳ nhuyễn nha, gan tí cực nhuyễn luôn, nhuyễn như cám nha, lại là kỳ thầm mùi thơm luôn nha. Ga đường tiếng cực kỳ nhuyễn. Em bao bà con mình cái dòng nó mạnh hơn cái dòng 26C với thằng mình ghi này nha, mạnh rất là nhiều luôn. Giá con Kyurit 253 siêu mạnh này em ra với giá là 1,7 triệu ha, em sẽ bao ship toàn quốc cho quý con mà, phụ kiện đầy đủ ha. Và 1,7 triệu là bao gồm cả chi phí ship với con. Hàng đẹp thì giá nó cũng đẹp với con. Hàng zin nguyên bản đẹp. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn quý con rất nhiều ạ. Dạ, em xin chào ạ.